Dạ vâng, em Tùng à, chào anh em. Thì hôm nay em về cái thân máy của hãng Makita XFD13. Và thân máy này nó mới 99% và từ Mỹ về, nó có chứng nhận UL. Thì thân máy này nó là hàng Mỹ về. Thì Makita nó là đầu kẹp 13 Autolock. Thì kẹp là kẹp 13 nha anh em. Và động cơ của nó là không chỗ thang, brushless motor, vâng, và brushless luôn. Máy của nó là Makita XFD13, chứng nhận UL là hàng Mỹ về, và nó tốc độ của nó là từ 0 đến 500 và từ 0 đến 1.900 vòng trên phút. 1.900 thì khá là cao, và cái thân máy này nó nhẹ, nó tầm dưới 1 kg, chuyên dùng cho những anh em mà làm quảng cáo thạch cao, nhôm kính, không cần khoang tường. Thì máy này nó hai chức năng và nó 21 cấp độ trượt. 21 cấp độ trượt nha. Đây. Lên cấp độ trượt thì nó sẽ lên cao hơn. Tụt luôn. Đây, tụt ra tay á. Đấy. Thì thân máy này chỉ có 1.700.000 và hai cấp độ này là 500.000. Cấp độ này là 1.900 này. Thì Makita thì những anh em mà không cần búa thì mua em này, sử dụng nó ổn hơn XBH12. XBH12 là nó là có búa nữa, thành ra nó cũng khá là nặng và nhiều lúc nó chuyển qua búa, tại vì bản thân của 484 và XBH12 là nó vậy đó. Thì nó là cũng nhẹ và tốc độ cao. Những anh em mua thân máy thì với giá là 1.700.000, anh em đã có pin rồi, pin đóng gì cũng được, nhưng mà pin đóng anh em lưu ý là đóng pin nó phải ra ba, phải có cổng hồi về XLT, hoặc là những anh em mà chưa có pin rồi mua pin 900.000, máy 1.700.000, và nếu mà lấy sạc luôn, máy pin sạc, một máy một pin một sạc, cộng với túi sách sạc mình lên 220 luôn, là một máy một pin một sạc là 3.500.000. Là anh em về chỉ đi công trình ok luôn. Đấy. Rồi dịch thì mình cũng chưa xếp được. Qua dịch thì mình sẽ xếp cho anh em, và những anh em còn thì cặp mình giữ lại, tại vì cái Makita này nó cũng khá là hot nha anh em. Rồi mình test cho anh em xem. Kẹp là 13. Kẹp lóc lại nè. Đấy. Mở lóc nè. Đấy. Có đèn. Vâng, em Tùng cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi kênh của em. Thì những anh em quan tâm liên hệ 0962 232 100, em Tùng cảm ơn.